Kính chào quý vị, hôm nay thứ tư ngày 1 tháng 8 năm 2018. Mời quý vị theo dõi bản tin buổi trưa của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Phần đầu bản tin sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Công ty bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam vừa được Bộ Tài chính phê chuẩn về việc tăng vốn điều lệ từ hơn 1.800 tỷ đồng lên gần 4.900 tỷ đồng và trở thành công ty bảo hiểm nhân thọ có số vốn điều lệ lớn thứ ba tại Việt Nam. Đây là lần tăng vốn thứ hai của doanh nghiệp bảo hiểm Hàn Quốc này kể từ năm 2014. Việc tăng vốn điều lệ thể hiện cam kết gắn bó lâu dài và mạnh mẽ của Hanwha Life Việt Nam đối với thị trường Việt Nam. Thành lập năm 2019, trực thuộc tập đoàn Hanwha, một trong 10 tập đoàn kinh tế lớn của Hàn Quốc, Hanwha Life Việt Nam thuộc nhóm những doanh nghiệp có mức tăng trưởng ấn tượng trong ngành bảo hiểm với mạng lưới phân phối rộng khắp, gồm 120 điểm phục vụ khách hàng cùng 40.000 tư vấn tài chính trên cả nước. Ngoài kinh doanh, đến nay Hanwha Life đã dành 31 tỷ đồng để trao hơn 45.000 thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo, trao tặng trung tâm y tế, trường học và xây dựng 160 căn nhà tình thương trên khắp cả nước. Tập đoàn Hanwha hiện đang tăng cường sự hiện diện tại thị trường Việt Nam với các dự án có tổng số vốn gần 500 triệu đô la Mỹ.